anxious. One person is anxious. They worry that something bad will happen to them. First, another word like this, anxious. Anxiety. Anxious. Anxiety. Anxious. Anxiety. Robert, please, anxious. 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 Anxiety. 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 Sự bức rứt sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội. How do you say this in English, Robert? Sự bức rứt sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội. Anxiety will make you feel angry. And the anxiety will make you feel angry. Will make you feel angry. What are the cases like this? Angry. Bực bội. Right? And then you're going to have to look at the next word. That is frustrate. Frustrate is an active verb. It means you make somebody angry. Make somebody angry. So I frustrate you, you frustrate her, she frustrates him, for example. Frustrated is an adjective. And we also have frustrating is another adjective. Frustrate, frustrated, frustrating. Angry, angry. Let's start on the next, the last one that is frustration. Frustration. Unable group. Tại vì cô ấy làm cho anh ấy bực bội. Please try to use these words. Frustrate, frustrated, frustrating, frustration. Unable group English, please. He's anxious. No. If anxious is an adjective, if you want to make a sentence with an adjective, you need to use to be. Is her. Unable group English, please. He is anxious. He is anxious. Sự bức rứt của anh ấy làm cho cô ấy bực bội. English means sự bức rứt của anh ấy. His anxiety. Yes, his anxiety. His anxiety. Right. Sự bức rứt của anh ấy làm cho cô ấy cảm thấy bực bội. English please, Robert. His anxiety makes right. His anxiety makes her frustrated. Makes her frustrated. Frustrate. Okay, you frustrate somebody. Làm cho đó bực, frustrate the person. You frustrate somebody, for example. Tôi làm cho bạn cảm thấy bực bội. English, please. Tôi làm cho bạn bực bội. I frustrate you. I frustrate you, right? I frustrate you. I frustrate you. Tôi không thể làm cho bạn bực bội tại vì bạn sẽ có một cuộc họp sau khi bạn gặp tôi. English please. Tôi không thể làm cho bạn bực bội tại vì bạn sẽ có một cuộc họp sau khi bạn gặp tôi. How do you say this in English, Robert? I am not able to frustrate you because you will have an meeting. Yes, because you will have another meeting. You will have another meeting. Bạn sẽ cảm thấy bực. We have another meeting. Anxious, anxiety, angry. Let's start.
Nếu bạn muốn gặp ở họ, bạn cần đặt một cái cuộc hẹn. Đặt cuộc hẹn là gì? Đặt cuộc hẹn, Robert, please. Make an appointment. Make an appointment. Cuộc hẹn. That is the appointment. Appointment. Bạn cần đặt một cuộc hẹn nếu bạn muốn gặp họ để giải quyết vấn đề. Giải quyết là gì, Robert? Đâu. So, So, right. So, bạn cần đặt một cuộc hẹn nếu bạn muốn giải quyết vấn đề với họ. English, please, Robert. need to make an appointment. You need to solve the problem. If you need to solve the problem, if you need to solve the problem. Okay. Sự tức giận, sự bực bội của bạn, sự bực bội của bạn sẽ làm cho họ cảm thấy bức rứt. English, sự bực bội của bạn sẽ làm cho họ cảm thấy bức rứt. Your frustration will make them anxious. Your frustration, we make them anxious. Sự bức rứt của bạn sẽ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề. English, please. Sự bức rứt của bạn sẽ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề. How do you say this in English, Robert? Your anxiety Sẽ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Sẽ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề. won't able to solve the problem. Sẽ không thể giúp bạn là gì? Sẽ có thể từ able to là tính từ trong tiếng Anh. Able to là tính từ. Cho nên so will sẽ có cái động từ nguyên mẫu. Tính từ thì phải dùng be. Như vậy sự bức rứt của bạn sẽ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề. English, please. Your able to help you to solve the problem. Able to là tính từ, muốn đọc will đi chung với tính từ thì phải có chữ B, E. Bạn sẽ có thể giải quyết được vấn đề nếu bạn kiểm soát được cảm xúc của bạn. English, please. Bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của bạn. English, please. Bạn sẽ có thể giải quyết vấn đề nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của bạn. You will be able to solve the problem if you are able to control your emotion. Yeah, if you want to be able to control your emotions, bạn cảm thấy bực bội, sự bực bội của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy tiêu cực. English, please. Bạn cảm thấy bực bội và sự bực bội của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy tiêu cực. You feel frustrated and your frustration. Hello. Frustrate is an action verb. You frustrate somebody. I frustrate her. I make her angry. Frustrated. Frustrated. Okay, is an adjective. Frustrating. Okay, is an adjective, right? This adjective is for people. Is for people. Feeling in the heart. Frustrated, it means people make you feel something or things make you feel like this, for example. Từ frustrated, tính từ mà nó kết thúc bằng đuôi ed nha, là mình nói về con tim của mình, cái gì mà mình cảm thấy trong lòng của mình, người ta gọi là in my heart, mình gọi là trong trái tim của tôi. Nhưng mà thường thì không ai nói trong trái tim, người Việt dịch là trong lòng tôi. Tính từ kết thúc bằng ed là tính từ chỉ cảm xúc trong lòng của người đó. Còn tính từ kết thúc bằng đuôi in là cái tính từ mà nói là
A đó tác động mình hoặc cái đó cái gì đó tác động mình. Thì bây giờ em quên khúc này thì mình ra khúc này đó. Alright. Em có sức học rồi em quên cái này cũng không? Ví dụ mà em có đi gì tôi quên tên rồi. Có đi workout, có đi tập gym, tập đồ đó thì nhớ giữ sức trước khi học nha. Không ơi nó xuống sức đó, sức mệt đó thì sẽ không có đủ được cái năng lượng mà mình học hành được. Rất thích học với Robert đấy, tại vì tính em nó rất là siêng năng và cẩn thận. Let's start. Robert, let's read together. Cái gọi là khó chịu quá ha. Lúc này nó làm sao quên cái công thức mình phải chọn được rồi. Và bây giờ như thế này nè. Bây giờ mình luyện tập 3 từ này trước, 4 từ này trước. Frustrate, frustrated, frustrating, frustration. Bạn thật là khó, bạn thật là bực bội. Tôi cảm thấy bực bội khi tôi nói chuyện với bạn. Cái câu nói bạn thật là bực bội thì khi mà mình trong một cái tình huống đó, mình phải xác định được ai làm ảnh hưởng đến mình. Người đó ảnh hưởng mình thì mình phải cho tính từ là đuôi y. Còn mình cảm thấy gì trong lòng thì mình sẽ dùng tính từ kết thúc bằng đuôi y đi. Còn bây giờ mình nói là cái người đó cảm thấy như thế nào trong lòng á thì người đó kết thúc bằng đuôi y đi. Y đi và in á không phải lúc nào cũng dùng cho động từ được đâu. Nó dùng cho cảm xúc được luôn. Cảm xúc trong lòng mình, cảm xúc trong lòng người. Không ai ảnh hưởng đến ai, không ai mà gây cái tác động tâm lý đến ai hết. Thì cảm xúc trong riêng lòng mình thì mình sẽ dùng đôi y đi. Còn cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến người ta đó thì mình sẽ dùng đôi in trong tiếng Anh nhé. Tôi bực bội và tôi làm cho bạn cảm thấy bực bội và tôi biết là bạn cảm thấy bực bội trong lòng. English please, Robert. Tôi bực bội và tôi làm cho bạn cảm thấy bực bội. English please. Tôi bực bội. I am frustrated and I am frustrating you. Yeah, I am frustrating you. Okay. I am frustrating you. I am frustrating you. You are frustrating. I want to talk to you. I feel very frustrated, for example. Alright, bắt đầu nhé. Sự bực bội của bạn làm cho tôi cảm thấy bực bội. English please, Robert. Sự bực bội của bạn làm cho tôi cảm thấy bực bội. Your frustration. Nhờ sự bực bội của bạn làm cho tôi cảm thấy bực bội. Your frustration. Làm cho Frustrate me. Yes, alright. Your frustration frustrates me. Bạn bực bội, bạn bực bội. Bạn làm cho tôi cảm thấy bực bội trong cái situation này, trong cái tình huống này. Phải xác định ra mình đang nói ai là cái tác động. Ai tác động lên mình. Thì cái người mà tác động lên mình là mình dùng đôi in. Còn khi nào mình nói là tôi biết trong lòng bạn cảm thấy bực bội thì cái người đó đang cảm thấy bực bội trong lòng. Người ta không có làm cho mình cảm thấy tiêu cực như người ta. Giống như là mình không có bực bội nhưng mà mình làm ra cái vẻ bực bội để mình làm cho người ta bực bội ấy. Thì đúng là lúc đó là đôi in ha. Right, so let's go. Tôi không thích cảm xúc tiêu cực. Cái sự tiêu cực của bạn làm cho tôi cảm thấy tiêu cực. Ví dụ như thế nhé. Cảm xúc tiêu cực. Tiêu cực trong tiếng Anh. Negative. Tôi không thích cảm xúc tiêu cực. English please, Robert. I don't like negative emotion. I don't like negative emotions. Sự tiêu cực của bạn làm cho tôi cảm thấy tiêu cực. Sự tiêu cực. Bạn nhớ cái tên danh từ của này không? Học tới đâu gỡ tới đó nha. Và gỡ rồi đừng nghĩ nữa nha. Nghĩ nữa là tiếng Anh học dồn em thấy trong nhà nước không? Em thấy nhà nước người ta dạy em mà học thuộc liên tục không? Và làm bài liên tục rồi. Bây giờ tiếng Anh nó, nếu mà mình không học cùng nhau ha, thì em coi cái tiếng Anh nhà nước em nói được không? Đó là cái hậu quả của việc mà nhồi á. Nhồi mà bằng cách mà học thuộc lòng, nhồi bằng cách giải đề thì nó sẽ bị cứng họng không nói được. Đó là chuyện đương nhiên, cái này là mấy chục năm rồi, nó tồn tại từ lâu rồi.
Thì ở đây mình học tiếng Anh không dồn được, có nghĩa là không thể nào mà dồn cho 1 tháng mà thành công được, hoặc là 2 tháng thành công được. Với điều kiện người đó phải có năng khiếu, thì dồn càng nhiều càng tốt. Mà người mà mình đang có năng khiếu chút xíu thôi, mình phải đi lên từ từ đó. Thì mình phải học đều nha, chứ không có học dồn được. Dồn là chết, dồn dồn là coi như là em bị cứng họng, là không bao giờ mà gỡ được luôn đó. Đó là sự thật đấy. Cho nên thì chưa có dám tăng ca là như vậy. Muốn tăng ca thì lực phải có, là từ từ tăng, mà tăng lên mà học nhiều quá mà không có tiếp thu được, mà không có nhai hết được từ vựng 5.000 chữ đó Robert. 5.000 chữ mới lấy được IELTS 5.5, 6.000 chữ mới lấy được IELTS 6.0. Cứ lên lên từ từ rồi bắt đầu sẽ lên từ vựng 5.000 là 5.0 nè, 6.000 là 6.0, là 7.000 là 7.0, là 8.000 là 8.0, rồi 8.000 8.5 là 8 8.5 từ, rồi 9.0 là 9.000 từ. Nó cứ lên từ từ như vậy đó. 5.000 chữ mà bây giờ em học theo kiểu nhà nước thì giống hồi xưa giờ từ lớp 1 cho đến lớp 9 đó, em đọc có quá nhiều từ vựng mà tại sao không nói được. Đó là cái sự thật trước mắt ha, để em phân tích cho em thấy. Chứ không em gia đình xã hội là tại sao không tăng ca. Tăng thì được á, mà tăng xong là em cứng họng luôn và giết chết em luôn. Rồi tự nhiên teacher giết em, là bây giờ teacher phải ngồi gỡ lại. Đúng không? Cho nên thì phải mình phải an toàn là chính, và phải khoa học. Học là phải học đều ấy, học mà nghỉ nữa không là chắc chết ấy, không không được đâu. Em sẽ lặp lại cái bước đi của những cái anh chị mà đã thất bại. Cẩn thận nha. Thì ca này ca đầu tiên nè, và tháng 8 là bắt đầu ca của em, mà hy vọng tháng 8 cho đi là em chạy đều. Tại vì trong tháng 7 là em nghỉ đi du lịch nè, trong tháng 7 là em đã nghỉ đi du lịch một chút rồi, em mới quay lại học đây thôi. Bây giờ 25 tháng 7 bắt đầu từ 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 tuần sau bắt đầu mình chạy đều. Và nhớ nha, cái cuối khúc này nè Robert, khổ ghê nha, nhớ cái đường liên của em chứ quên. Đây, em đang nằm ở đâu, em đang nằm ở đâu? Đây, this is your link Robert. And you can see that this is your YouTube link. So every day you study together, I'm going to upload the videos on here, on this playlist. That you have only 3 classes in July. Very bad. Not many classes. You need to study with me, okay, from now on. Don't be off. Try harder. Ở đây là mình học mới có 3 ca tháng 7, thấy gớm không? Nghe nè, đếm trong ngoặc là đếm số số ca trong ngoặc ấy. July 18, this is the date. And number 3, it means only 3 classes in July. And 6, it means, okay, it means we have 6 classes from June to now. Cái cơ này được mở ra vào tháng 6, vào tháng 6 mở ra. Thì cái con số đầu tiên như thế này là con số ngoài ngoặc ấy. Con số này là số mà đếm tới, ok, số này là số đếm tới. Là 1 năm mình học bao nhiêu ca nó sẽ nghĩ là 1 năm, 2 năm, 3 năm nó sẽ nghĩ lên con số này. Còn con số trong mặt là chỉ đếm trong tháng thôi. Nên thì khi mà thấy cái số nào mà nó đẹp đó, là coi như là mình biết là mình học nhiều ca rồi. Và nó sẽ có đếm tổng số tiếng cho em nha. Một tổng số tiếng 1 tháng là bao nhiêu, mình sẽ dựa trên cái playlist này để mình giám sát được cái tiến độ của em. Alright, và bây giờ thì mình cùng phát âm trước đây đây. Let's start reading the words aloud together. Robert, anxious, Anxious, anxiety, anxiety, angry, angry, frustrated. Frustrated. frustrating, Frustrating. in my heart, In my heart. frustrate, Frustrate. frustrate somebody, Frustrate somebody. make somebody angry, Make somebody angry. angry, Angry. angry. Angry.
Negative. Negative. Negativity. 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 Make an appointment. Make an appointment. Make an appointment. Make an appointment. 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 Solve. 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 Anxious. Anxious. Anxiety. 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 Frustrate. Frustrate. Frustrate somebody. Frustrate somebody. Make somebody angry. Make somebody angry. Make somebody angry. Make somebody angry. Right. Frustrated. Frustrated. Frustrating. 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 Right. Frustration. Frustration. Yeah, all right, Robert, let's, what is wrong with the laptop? Okay, let's read together, Robert. Anxious. Anxious. When a person is anxious, they worry that something bad will happen. When a person is anxious, they worry that something bad will happen. Robert, they. They. Chẳng lựa đọc nhé. They. They. That That. something, Something. something Something. bad, Bad. bad Bad. happen, Happen. happen, Happen. happen, Happen. happen, Happen. happen, Happen. right? Robert, 1, 2, 3. She was anxious about not making her appointment on time. She was anxious about not making her appointment on time. She was anxious about not making her appointment on time. She was anxious about not making her appointment on time. Yeah, all right. All right, let's read it faster. Awful. 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 When something is awful, it is very bad. 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 Right, okay. Her performance last night was awful. Her performance last night was awful. Performance. 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 Her performance last night was awful. 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 Right, okay. Consist. 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 To consist of is to be made of parts or things. To consist of is to be made of parts or things. To consist of is to be made of parts or things. To consist of, to be made of parts or things. Today's choices for lunch consist of pizza, hamburgers, and hot dogs. Today's choices for lunch consisted of pizza, hamburgers, and hot dogs.
Hamburgers. Hamburgers. Cái e dọc nha, e mở miệng dọc xuống. Hamburgers. Hamburgers. Hot dogs. Hot dogs. To consist of is to be made of parts or things. To consist of is to be made of parts or things. Today's choices for lunch consisted of này không phải là âm F nữa, đây là âm ơ, sorry, âm vờ vờ với sau of là V, V của tiếng Việt nó hơi rung miệng là đúng không? Rung môi chứ. Đó là âm ơ nha. Không phải off đâu. Right. Robert Of Today's choices for lunch consisted of pizza, hamburgers, and hot dogs. Robert, let's go, man. today's choices for lunch consist of pizza, hamburgers, or hot and hot dogs. Robert, hamburgers. Hamburgers, Nó âm e dọc nha. Ham. ham, E dọc đọc sao? Cái thằng kia, cái thằng này sao nó lì thế? E dọc, cái miệng nó đọc dọc xuống á. Dọc xuống nè. ham, Ham. Ham. When you read this, when you pronounce this letter, oh, I don't know. All right, when you pronounce this, you cannot trust your ears. You have to shape your mouth in the right shape. Okay, don't trust your ears. Đặc biệt thì khi mà mình phát âm cái từ này thì mình không nên tin vào tai. Có một số âm trong tiếng Anh không thể tin vào tai, có nghĩa là giáo viên đọc xong đọc lại là sai hết. Một số âm trong tiếng Anh á, là phải hình thành cái khẩu hình miệng, và đối với cái e dọc á, là cái miệng dọc xuống, dọc xuống đọc, não đọc e dọc xuống chứ đừng có nghe là giống như chữ a đó, tiếng Việt người Việt sẽ nghe là a là sai hết, người Việt hay là nghe là a là sai trong tiếng Anh luôn. Nhưng mà mở miệng đọc dọc xuống, hamburger, Robert, hamburger, 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 ham, 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 ham. ham. Right? You are going to feel very tired. Okay, this part of your face is going to feel very tired. Ham, Ham. hamburger, 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 hamburger. hamburger, Right, okay. All right, pizza. pizza, Pizza. pizza. Right. Robot of. Okay. Can you pronounce? Because I cannot hear anything from the side, Robert. Hello, can you hear me? What is wrong from your side? I can't hear anything from your side, Robert. Hello, can you hear me? What is going on? What is going on from your side? We cannot hear anything from your side. Very bad. Hello. Hello. Bắt đầu rồi đó. Bắt đầu rồi đó ha. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Có nghe không ông nội kia? Hello. Bắt đầu tôi thấy Yes. on the lesson, huh? Don't play with me. I'm gonna kill you. Let's start.
học rớt mạng lùm la bực bội rồi bắt đầu nha, bị chửi gắn chịu ha, ở đây không có đủ cái kiên nhẫn đâu, nói trước rồi đó. I am not patient, Robert. I am gonna kill you. Robert, let's go. Anxious. Anxious. Anxiety. Nó ta nói rồi, cái tỉnh Kiên Giang này nó làm sao ấy, nó cứ làm sao ấy nhỉ, sao cứ ra vô vào nhỉ. Hello. Yes. Alright, your place has some problems with the internet. You are in and out, okay? You drop in and drop out of the class like this. It's not good. What is wrong with the Zoom? All right, here. Họ bực bội tại vì xung quanh họ, tại vì nhiều người tiêu cực sống xung quanh họ. English please, Robert. Họ bực bội tại vì nhiều người tiêu cực sống xung quanh họ. They angry because Hello. yes. Angry is an adjective. What should you do to make a sentence with an adjective verb? How about They frustrated. no, frustrated. I know that frustrated is an adjective. But if you want to make a sentence with an adjective, what should you use to be? In English, we have okay, two ways to make a sentence, right? In English, we have two ways to make a sentence. The first word is the verb of. You need to use an action verb to make a sentence. Action verb. And if okay, your sentence doesn't have an action, if your sentence doesn't have an action, you need to use okay, to be to make a sentence. Let's start. Let's start, Robert. Họ bực bội tại vì họ sống gần những người tiêu cực. English, They are frustrated because they live tại vì họ sống gần những người tiêu cực. How do you say this in English? near Near what? negative people. Yes, okay, because they live near negative people. Sự tiêu cực của người khác sẽ làm cho họ cảm thấy tiêu cực. English please, Robert. Sự tiêu cực của người khác. Negativity. Their negativity will make they We make them. Negativity. will Negativity. E-E-E, right? Robert, E-E-E. Negativity. Negativity. negativity Negativity. negativity. Yeah, V-V-V, not V. Negativity. 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 Negative. 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 Negativity. Negativity. Make an appointment. Make an appointment. 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 Solve. Solve. Frustrate. Frustrate, Angry. angry, Frustrated. frustrated, Frustrating. frustrating, Frustration. frustration, Negative. negative, Negativity. negativity, Appointment. appointment, Make an appointment. make an appointment, Solve. solve, Solve. solve. Right, okay. Cô ấy rất bực bội. Cô ấy làm cho anh ấy cảm thấy bực bội. English please, Robert. He is very frustrated and she frustrates him.
She frustrates him. Sự bực bội của anh ấy sẽ làm cho cô ấy cảm thấy bức rứt. English please, Robert. Sự bực bội của anh ấy sẽ làm cho cô ấy cảm thấy bức rứt. His frustration will make His her. His what? frustration. Yeah, his frustration. Sự bực bội của anh ấy sẽ làm cho cô ấy cảm thấy bức rứt. English please. His frustration will make her anxious. Yeah, his frustration will make her anxious. Okay. And here, sự tiêu cực. Okay, sự tiêu cực sẽ luôn luôn làm cho bạn cảm thấy bực bội. English please, Robert. Sự tiêu cực sẽ luôn luôn làm cho bạn cảm thấy bực bội. Negativity will always make you feel frustrated. Yeah. The negativity will always make you feel frustrated. Frustrated. Bạn cần đặt cọc hẹn nếu bạn muốn gặp họ tại văn phòng của họ. English please, Robert. Bạn cần đặt cọc hẹn nếu bạn muốn gặp họ tại văn phòng của họ. How do you say this in English? You need to make an appointment if you want to meet them Right. at their office. At their office. Very good. At their office. No, all right. Nếu bạn không đặt cuộc hẹn, bạn sẽ không thể gặp họ tại văn phòng của họ, tại vì họ sẽ không thể sắp xếp cuộc hẹn cho bạn. Nếu bạn không đặt cuộc hẹn, bạn sẽ không thể gặp họ tại văn phòng của họ. English, please. If you don't make an appointment, Make an appointment with whom? Nếu bạn không cuộc hẹn với họ. How do you say this in English? don't make an appointment with them. Right, if you don't make an appointment with them. If you don't make an appointment with them, so what will happen, Robert? Bạn sẽ không thể gặp họ. How do you say this in English? Bạn sẽ không thể gặp họ. You won't be able to meet them. Yeah, tại vì họ sẽ không thể sắp xếp được cuộc hẹn. Tại vì họ sẽ không thể sắp xếp được cuộc hẹn. Because they won't be able to arrange the appointment. Yeah, because they won't be able to arrange the appointment, right? Arrange the appointment, very good. Sự bức rứt của bạn sẽ không thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Sự bức rứt của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội hơn. English, please, Robert. How do you say this in English? Your anxiety won't make you solve the problem. Yeah. Sự bức rứt của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội hơn. English, please. Your anxiety will make you in Sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội hơn. Sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội hơn. English, please, Robert. will make you angry. Hello, how do you remember the structure of hơn in English? Tính từ, okay, if you want to say something is okay, hơn. Nếu mình dùng từ hơn thì tính từ. First, okay, one word, a word with one syllable. Đọc lên mà thấy chỉ có một âm mà thôi. Thì lúc đó mình nhớ là thêm, đổi thêm R phía sau. Hoặc là cái gì mà kết thúc bằng Y dài, đổi Y dài thành Y ngắn thành R. Như vậy bực bội hơn. Angry, tuy nó hai âm nhưng mà kết thúc bằng Y dài. Thì Y dài thì đổi thành Y ngắn. Angry, angrier, angrier. Frustrated, frustrated. Đọc lên từ hai âm trở lên, you'll get two more syllables. Or you read the word and you recognize that the word has more than two syllables, right? More than two syllables. If the word has more than two syllables, you are going to use more for this word. More for this word. So let's start.
Frustrated. Let's use the word frustrated. Sự bức rứt của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy bực bội hơn. Sự bức rứt của bạn sẽ không thể làm cho bạn giải quyết vấn đề. English with Robert. Your anxiety. Your anxiety will make you frustrated. Your anxiety will make you more frustrated. Yeah, your anxiety will make you more frustrated. Very good. Sự bực bội là một cái sự tiêu cực. Sự bực bội là sự tiêu cực. Sự bức rứt là sự tiêu cực. Bạn cần tránh xa sự tiêu cực. English please, Robert. Sự bực bội là sự tiêu cực. Frustration is negative. Yeah, frustration is negative. Very good. Frustration is negative. Is negative. Very good, right? Okay. Sự bức rứt cũng là một loại sự tiêu cực. How do you say this in English, Robert? Sự bức rứt cũng là một loại sự tiêu cực. Anxiety. Anxiety, what? Sự bức rứt cũng là một loại sự tiêu cực. How do you say this in English? Anxiety Trong like câu, when you make a sentence in English, your sentence doesn't have, okay, an action verb. Your sentence doesn't have an action verb. So what should you use to make this sentence? Trong to câu, be. yes, that's it. So here, sự bức rứt cũng là một loại sự tiêu cực. How do you say this in English, Robert? Anxiety is negativity. Một loại sự tiêu cực là gì? Một loại là gì? Một trong những loại, một loại gì đấy? One of something. One of, right? One of. Sự bức rứt cũng là một, đây là một trong những, một trong những. Còn một loại, cái từ loại là gì? Loại ở đây là không phải là rút khỏi cuộc đời nhau, không phải là loại bỏ, mà đây là loại, thể loại ha. Thể loại là type, alright? Type, type, type something. Sự bức rứt cũng là một loại sự bức rứt cũng là một loại tiêu cực. Type of after of we need to use a noun in English. Sự bức rứt cũng là một loại tiêu cực. How do you say this in English, Robert? Anxiety is one of kind of negativity. Yes, it's one of, okay, the kind of a negativity. Right, very good. Okay, so very good for today. Robert, please try harder because your internet is very weak. The internet connection in your place is very weak. You just get in the class and study with me, and then you suddenly drop out of the class. It's very bad. Please try to fix your internet. All right, we need to start the class here. Thanks a lot for this class. You start the class at 3, at 2:17. We end the class at 3:17. Thanks a lot. Have a nice afternoon, Robert. Bye-bye. See you.